Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với con game Paranormal Syndrome. Ở đây mình tắt bên kia cái. Chắc sao. Nay chúng mình sẽ tiếp tục đi qua con game này. Mình sẽ quán đi cho hết. Mình cũng chả nhớ theo là cái gì. Thôi cứ vô đại game cho rồi. Trong tập trước thì mình đã được giải thoát, rồi trốn thoát khỏi con Kune Kune, quay trở về đồn cảnh sát cùng với Himuro-san. Himuro-san còn hai kia mà không nhớ tên, mà lúc ta tên hai ông này nè, cái ông áo đỏ với con áo trắng, ông Kaga-san. Mikoto-chan như thế nào rồi? Cô ấy đang ngủ. Nhưng mà cũng có thể hiểu được sau khi mà nhàm chán một cái thứ như thế. Vậy đó là gì? Kirasaki, cái hiện tượng bất thường kia này. Cái hiện tượng mà vào tối hôm qua và cái này thì Mikoto đã là sao ta đã bắt gặp cả hai liên tiếp. Cái này thì khá là khó hiểu. Observe là gì vậy? Tất nhiên nó quá như so với một cách tình cờ thì nó khá là hơi nhiều, nó có hơi quá mức. Với như là có một cái sức mạnh huyền bí nào đó đang tồn tại, đang kiểm soát ở đây. Có vẻ như chúng đã đến lúc chúng ta hỏi một chuyên gia rồi. Kune Kune đã được sử dụng, không có gì hơn khác. Chỉ là một cái dự đoán, kiểu như cô ấy do đã làm một cái cụ chú gì đó, nói chung là mình không nhớ cái từ impetus là cái gì, đã triệu hồi ra một lượng lớn những cái hoạt động bất thường, và nó khá là nó quá nhiều đối với chúng ta để mà có thể mà sao ta kiểm soát được. Vậy anh là sao? Trước tiên là cái vụ giết người, sự kiện giết người ở nhà Kachiro, vụ án là do cái hiện tượng được gọi là Hitori Kakurenbo. Nhưng cái sự kiện do cái sự cái sự biến mất bất thường, sự kiện biến mất bất thường này khi xảy ra ở Kikugawa lần này, đó là gì? Nó đến khá là bất ngờ. Để bắt đầu, hãy bắt đầu từ cái tỷ lệ mà một người bình thường mà chạm trán gọi là bắt gặp được một cái sự kiện bất thường là 1 trên 1 triệu. Nhưng mà để có thể tiếp tục gặp nữa thì là không thể nào. Tôi cũng cảm thấy, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ như vậy đó. Và tôi đã nhìn qua cái thông tin hồ sơ của Himeno, và trước khi mà gặp cái hiện tượng bất thường vào tối hôm đó thì cô ấy có vẻ như chỉ là một học sinh trung học bình thường. Như vậy đúng như tôi nghĩ, cái hiện tượng bất thường thì chính là chìa khóa Hitori Kakurenbo. Cái hiện tượng đó chính là nơi mà tất cả đã bắt đầu. Vậy cái vụ án của nhà Kachiro vẫn chưa được, vẫn chưa có lời giải đáp rồi. Tôi không thể nói là nó không có gì, không có gì cả. Nhưng
tại nơi đó cô ấy có lẽ đã gọi ra một cái hiện tượng nguy hiểm khác nữa. Tôi nói như thế này cho rõ ràng đi, là nó không có giống như với những cái hiện tượng bất thường mà chúng ta đã chạm trán trong quá khứ. Tôi không biết thứ gì thứ tôi không biết thứ cái gì đó đã gây ra, nhưng cái lượng một lượng lớn những cái bất thường này vẫn đang hoạt động, và có vẻ như nó cũng sẽ đi theo cô ấy, gọi là bám theo cô ấy ngay lúc này. Có vẻ như nó vẫn còn tiếp diễn. Ý anh nói là nó vẫn chưa kết thúc ở đây ư? Chúng ta không thể nào lạc quan được à? Theo như quan điểm chính thì được, cái sự kiện Kune Kune lần này vẫn chưa có lời giải đáp nữa, đúng chứ? Lý do nó xuất hiện là không thể nào, là không có nguyên nhân, tức là lý do mà để nó xuất hiện là không có, thì là chưa biết được. Nó cũng là một trong những cái cũng là một cái sự tệ nhất, cái gì đó tệ nhất, cái gì đó. Nhưng mà kể cả thế thì sao sao chỉ có cô ấy là được cứu, thế là sao? Kể cả khi tôi không biết, nhưng mà điều nhất mà tôi có thể nói chính là khá là nguy hiểm khi mà gọi là sao đó, ở bên cô ấy hiện liên quan cô ấy, người liên quan như vậy. Nó khá là kỳ lạ phải không, khi mà so sánh với một người bình thường thì cô ấy có một khả năng là miễn nhiễm với tất cả với sự kiện bất thường. Cho dù anh có muốn gọi là kiểm tra hay quan sát hay cái gì đó, nhưng mà bởi vì cái này, cái sự việc ở gia đình Kachiro, một lượng lớn sự kiện bất thường vẫn ở trên người cô ấy, vẫn nhắm vào cô ấy, và ngay bây giờ cô ấy đã chạm trán được, để chạm trán cái sự kiện bất thường thứ hai. Đó là một cái ý kiến khá là thú vị. Không, thật ra ai là người đã thực hiện cái Hitori Kakurenbo? À, đó chính là Kachiro Yuka. Đầu từ nếu như cái sự kiện ở nhà Kachiro là cái phần gốc và nó đã được gây ra bởi Kachiro Yuka, người thực hiện cái buổi lễ Hitori Kakurenbo, cái buổi triệu hồi. Nếu như có một lý do cho điều này, có vẻ như khá là miễn cưỡng khi mà nói về việc cái sự miễn nhiễm của Hibino cho những sự kiện bất thường. Nhưng chúng ta hãy để nó, hãy gác tạm gác lại bây giờ. Như thường lệ, những cái sự kiện bất thường khá là phức tạp. Tôi không biết chúng ta bắt đầu từ đâu cả. Mình đọc ngắn gọn thì chứ mình cũng lười đọc. À, không chỉ thế, cái Himuro, cái sự can thiệp của Himuro chính là một ý. Anh nhận ra điều gì à? Hãy sắp xếp tất cả những thứ mà chúng ta biết từ trước cho tới hiện tại và những bí ẩn của chúng. Hãy bắt đầu nói sắp ghép
các sự kiện bất thường với Himeno Mikoto. Chỉ có Himeno Mikoto là được cứu ở Kikugawa. Và cái nơi bắt đầu chính là sự kiện ở nhà Kachiro. Và Kachiro chính là người đã triệu hồi cái sự kiện đầu tiên. Các bạn đọc nó là gà chưa? Tôi không hiểu cái gì cả. Thật ra tôi cũng méo hiểu luôn. Thầy Long Hào nói chuyện xong cái cũng méo hiểu. Chán ghê. Rồi hãy cứ từ từ, cứ chịu. Chúng ta, nhưng mà ít nhất chúng ta đã làm được một thứ mà chúng ta cần làm. Kaka, hãy đi điều tra về Kachiro. Và tôi sẽ điều tra về gia tộc Himeno. Gia tộc Kachiro, gia tộc Himeno. Ý anh là sao? Ý của anh là kêu tôi làm vậy là để làm gì vậy? Em ngôi nhà này hay gia tộc này, tôi nghĩ là liệu anh có nghĩ là họ chỉ là những gia tộc bình thường, những con người bình thường không? Bây giờ chúng ta đang rời. Oh shit. Cái gì thế này? Tiếp theo là Ikizukuri. Sống, thịt xay sống à, thịt chặt sống à. Đây là không có nào, điều này. Tiếp theo là thịt gì đó, thịt gì mà thịt chặt xiên cho em đọc. Nói chung là biết là thịt được rồi. Không, cái kiểu giấc mơ như thế này. Tính lại, nó nhảy tới vậy, nhảy tới vậy nhân 3,14. Hãy tính vậy nhân 3,14. Nếu như mình ngồi mà đọc phải hết nguyên cái này ta, mình cũng lừa đọc luôn á. Skip cho rồi. Quá là một giấc mơ kỳ lạ, thật tồi tệ. Quên, lại quên bấm nút rồi. À đây. Xếp. Để xếp. Cái gì vậy? Con không thể ngủ được à? Tôi vừa có một cơn ác mộng. Một chút. Vậy à? Con cái gì lạ? Con muốn uống gì không? Không. Tôi ổn. Thế mọi người sao rồi? Chúng tôi đang trong một cuộc điều, chúng tôi đang điều tra một chút. Sau khi mà có quan tâm về cái sao cái bộ, cái sự kiện lần này chúng tôi đang cố gắng tìm những cái manh mối. À thế à, đừng có quá lo lắng về tất cả, cô sẽ an toàn khi ở đồn cảnh sát. Nhưng bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Bây giờ nếu như cô không nghỉ ngơi thì cô sẽ không thể nào giữ được sức khỏe của mình, cô biết chứ? À, đúng là như vậy. Cô đã chưa ngủ kể từ khi mà chạm trán cái sự kiện đầu tiên. Chúng tôi sẽ tới ngay lập tức khi mà nếu có chuyện gì nó xảy ra, nên cô có thể yên tâm nghỉ ngơi ngày hôm nay. Em sợ lắm rồi. Có bấm gì không? Có tương tác gì không? Chán vậy. Lại nữa, lại trên chiếc tàu định mệnh.
Lại nữa, lại cái giấc mơ này. Chung là mình không có muốn lừa dạy cái đó lắm. Cái giấc mơ trước đó vẫn tiếp tục. Nhưng mà mình lừa đọc mấy cái thịt lắm. Nói chung mấy cái cứ hiểu là cái đó là thịt, đây vẫn là thịt thôi. Nhưng mà khác ở chỗ này không phải là thịt động vật mà là thịt người. À, không, không được. Cái theo vẫn là thịt. Mince meat là mince, mình không biết đó là cái gì. Có lẽ người tiếp theo chính là mình. Không, không thể nào. Có thể mình có đang tự động di chuyển. Làm ơn, hãy nhanh chóng tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy, nhân 3,14. Ôi giời ơi. Người chờ chút xíu. Giấc mơ đó một lần nữa, lại là giấc mơ đó nữa, lại không ngủ à. Có tương tác được cái gì không, hãy giúp tôi. Himuro-san, cái gì vậy, cái gì vậy xe à? Không, một lần nữa, không phải, tôi lại thấy giấc mơ đó một lần nữa. Bà thấy à? Rồi, liệu có ổn không khi mà cho tôi để nếu như tôi ở đây? À, các bạn đợi một chút xíu nha. À, ok, tiếp tục. Tôi không phiền, nhưng với cô có vẻ không phải, cô khá là mệt ngay lúc này. Tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cô được nghỉ ngơi, khi nó khá là khó khăn. Vâng, nhưng nếu cô không thể ngủ được thì hay là cô ngủ trên cái sofa đó. À, tất nhiên. Tôi sẽ khá là lo lắng nếu như cô không ngủ. Những sự kiện bất thường có thấy đó, nó có thể sao ta xâm nhập vô tâm trí của những người mệt mỏi mà không cần cái sự nhân từ, không có khoan nhượng. Thì đó sẽ ra cô cũng không thể nào sao ta gọi là mọi người, những người khác không thể nào mà gọi là kiểm soát được cô. Nhưng trước hết là nó khá là quan trọng tôi cho cô khi mà hồi phục lại cái tinh thần, sức mạnh tinh thần để chống lại những cái sự kiện bất thường. Vâng, không có được. Nếu như cô không thể có đủ năng lượng cô cần, cô cũng không thể nào, cô không có khả năng để mà giải quyết những cái vấn đề mà cô thường làm, phải không? Đúng chứ? Đúng như vậy. Cô thấy đó, khi cô có thể ngủ trên cái ghế sofa đó, tôi sẽ chuẩn bị cho cô để cô có thể ngủ yên giấc cho ngày mai, ngủ đủ giấc, ngủ yên ắng tân lệnh. Thật ra thì ngay bây giờ tôi khá là buồn ngủ, tôi cảm thấy chóng mặt. Đúng, đúng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cho ngày mai. Dạ, không đi ra được ạ.
Lại nữa, chuyến tàu định mệnh đưa anh và em đi nơi xa. Không thể nào, đi đây. Theo là thịt, thịt xay, thịt xiên, thịt gì đó, thịt cắt, thịt chặt, thịt gói, thịt cái gì đó. Nhanh nhanh, nhanh nhanh. Nếu như mình không ra khỏi đây, còn thế mình không nghe những gì mình nói. Tại sao? Tại sao? Quá. Cảm ơn. Đấy. Nếu cô sẽ chạy trốn luôn rồi ta. Thật là tội nghiệp. Chapter 3 Saruyume, giấc mơ khỉ, Monkey Dream. Tại sao? Đó mình. Chuyến tàu định mệnh của Dota ta. Sao trên này không có ai vậy? What the hell? What the hell? Cái gì đây? Tương nào chét tương cà lên tường vậy? Cảm giác này cảm thấy không ổn ta, sao cái mấy cái tầng này sao chống không vậy? Oh fuck fuck fuck, có một cái nút, có một cái công tắc mày sẽ bấm, mày sẽ giật đi chứ. Ok, cái trước đã được mở. Oh fuck. Fuck 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 fuck. Thôi đừng 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 đừng. Thôi tha 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 em tha em. Thôi tha em chị ơi, tha 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 tha. Từ từ. Cái gì từ từ, em mình có gì nói chuyện, từ từ bình tĩnh. Thôi tha em đừng đừng. Đừng có dí cái gì, đừng có dí cái nhọn nó cho người em. Rồi đường đường dạ BT của đất. Ủa giờ tiền quẹo gì vậy má? What the hell? Chạy nào, chạy. Yeah, thoát được rồi. Xếp 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 và thử sách. Có một cái nút khẩn cấp, bấm chứ, bấm. Thoát chưa, thoát chưa? Dẹp có sáng lên nha. Sao mình lại quay trở lại đây? Mình đáng lẽ ở trong phòng của Hiro San mà. Không, em không biết bên này mình biết chị đâu, nhưng mà em biết là chị nên làm gì đó. Gì thế này? Cái cây này có vẻ như không, có vẻ như nó đang sống. Bụi đang bám dính. Nó bị khóa. Mày đầu có xác đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái gì đó khá là lạ. Ui.
Ô không 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 không, chung nào cái con đó nó đi theo mình kìa. Thực đơn hôm nay Himeno Mikoto, what the, chú bọn chú này nắm nhắm tới mình nè, what the hell. Oh shit, tôi đưa được con một đứa đứng cạnh này, hay lắm. Chỉ xem xe thế này. Mày không thể chạy. Không, mày biết lại không thể chạy nữa, anh đứng đó em, ông này dám đi ra đâu. Em đi ra anh xin chết cậu em luôn á. Đơn hôm nay nước cam, sao đây là Mikoto, đi bên Mikoto đi nước cam, là tính ăn tao cho miếng nước cam á. Cuốn sách này là chắc bóc ABC này được mở. Chết đi. Nó được biết ở đây không? Có vẻ như nó là một cái phấn đỏ, nhưng mà tại sao lại có, nhưng mà lại có máu. Ôi hỡi thần Linh ơi, giờ tôi nên làm gì đây? Tao dọn ở trên, ở trong đó, trong gì đây, cái thẻ, cái nơi để chứa được cái thẻ. Bạn đừng thắc mắc tại sao mình sẽ xếp nhiều nhé. Các bạn bây giờ không có gì mình để mình sử dụng được. Cứ không được bên đây còn nhiều sâm kia. Ồ, một cái giường dính máu bên trong, what the f. Cái này có lẽ dùng coi siêu được cái gì, dao rồi, có dao đâm chi xuyên cũ đó. Dao 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 dao, có dao. À, không có gì à, tèm. Ôi trời ơi, dao dùng để sử dụng cái khác, còn phải dùng để làm vũ khí à. Trời ơi, tôi có cái dao mà tôi không làm gì được với nó, khổ ghê. Không mở được. Thôi, một đàn màu đỏ sẽ là cây. Tôi kiếm ba cái thẻ. Tôi như tôi nghĩ nó không có kết nối. Ui, má ở thùng. Bố mày cày mày đấy. Cái gà nó hù. Trời ơi,
Ok, để chậm đó nha, né mày ra. Đi ra trong cái túi. Kika Red. Né ra. Né cái hồn này ra nha. Rồi. Đây, đè đỏ. Đây. Thẻ nè. Có thể dùng đây được hả? Ở đây à? Oh fuck, gì đây? Gì thế này? Chết bạn. Không có gì, không có thứ gì được viết ở trên cái tấm vải trắng đó. Để khi tao sẽ giết mày. Gì thế này? Để viết cho em. Chung là cái đó, cái chung là mình sẽ né cái bọn nó ra. Oh fuck, gì đây, máu của ai đây? Cái cửa nó đã bị nứt quá rất nhiều, không thể nào bỏ được. Nứt, nó bị nứt rồi. Bị... yeah, gì kìa, tiếp. Nó đã mở. Yeah. Kẹp đẹp. Cái gì vậy ta? Cái gì đó đây? Treo key ring. Chìa khóa hồng da da. Hồng da mà tạo da mà. Sao nó lại hiện ra hai cụ ở hai bên mình? Có gì đó à? Cụ bên đây không? Cái gì? À, sao mình lại nổi ra gà ta? Nổi ra gà chứng tỏ cái gì đó nó không ổn. Imurosan. Ủa, ông này làm gì đây? What the fuck? Hey, Yukato. Hãy giới thiệu bản thân chúng ta nào. Đây là một kỹ người Hàn Lạc. What the fuck? Hàn Lạc cái đầu mày. Áo chinh. Ủa mày sẽ áo chinh. Áo chinh mày đó. Gotta go fast. Ủa sao giống rồi? Bong. Tiếng chu thân thương. Tiếng chuông thân thương, ao trình từ ngay. Thật ra mình có nhớ một số thứ khi mà lúc trước mình, tại vì lúc trước mình có chơi cái đoạn này rồi, mình có nhớ một số thứ. Nhưng mà quay về việc những cái thứ mà jump scare thì mình lại không nhớ. Đó, hợp lý chưa? Ủa sao lại khác ở đây? Ủa, được khác à? Ủa sao nó... Hả? Nó đang đi hướng nào? Hướng này à? Đi lên. Bỏ cái chiếc bàn để làm gì? Một cái cục đá có hình dáng như một cái chiếc bàn. Tập bắt cục đá hình cái chiếc bàn. Ta héo. Cho tao cái gì đó người khác được không? Nó có chiếc bàn, có chiếc vàng, có chiếc đồng đâu. Đẹp.
Kìa, có cái kiếm gỗ kìa. Chơi luôn. Trời ơi, dở quá. Chơi luôn cái kiếm gỗ luôn. Thông 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 đích nó. Oh fuck, sao cái nhiều máu bên kia vậy? Oh, I don't feel so good. Tại sao lại có nhiều máu? Why? What the hell? Có máu đâu? Oh fuck, 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 fuck. Tha em, tha 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 chị tha em, tha 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 em, tha em, tha em, tha em. Má ơi, quên rồi em. Ôi giờ mày chạy chúng ta sẽ giết mày. Nó đã bị cột với nhau bởi một cái cọng dây. Đi vào, đi vào. Đây là phòng nhà kho với phòng giam dưới đây nè. Nhà kho phải tên là lầu giam với nơi nơi chất cử với tài liệu mình nghĩ vậy. Dưới đây một trắng hả? Thì giờ mình phải vô xe vô hồ nha. Kìm Shield driver. Cái kìm á. À, một cái thu vít nữa. Số nào ta? 9. Số này là gì? 95. Làm dở tục. Hãy như mình ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc sẽ có trí nhớ tốt. Những thứ này là đều dành cho y tế. Cái gì đó đây? Acid sulfuric. Còn những đâu chúng ta là những cái tên của những cái loại thuốc mình chưa bao giờ thấy trước đây. Rồi nha, có hai phòng này xong rồi nha. Rồi đây là cái cửa đi ra nè. Gì đâu, cái gì đâu, phải là cái tủ đó. Mình có thể dùng cái đó. Mình có thể dùng cái đó. Đó đó.
Ví dụ đây ồ, mình có thể cậy được cái tủ mà. Ồ ta. Đồ gì à? Vô cái này chưa? Có khá là nhiều máy tính mà những thứ liên quan tới cái công nghệ thì mình thấy là nó mình không nên đi vào, tạo cảm giác là bất an. Của công an đây, người có người ngủ đây à, có gì đó đây, desky chìa khóa bàn rồi, vậy là cái chỗ này cái phòng nơi mình ngủ, nơi tất cả mọi thứ bắt đầu, nơi bắt đầu cái chiếc hơi khí quái này, cái bàn đó nó chứa đựng một cái gì đó rất không bình thường. Rồi. Bíp bíp bụt bụt. Cái gì đó đây? KitKat Blue. Thẻ màu xanh. Giờ mình biết có một cái phòng có thẻ màu xanh. Ủa, qua đây à? À, trên lầu, trên lầu, trên lầu, trên lầu có, trên lầu có, vậy trên lầu có, vậy trên lầu có cái phòng màu xanh, à, cái phòng này, trong cái phòng mà nó bị cái gì đó bị hư hại gì đó, mình dùng cái đó đổ vô được, đây, một cái thẻ này, buôn buôn, tép, buôn, nó là mở. Vô. Gì thế này? Trứng vàng. Rồi giờ mình làm gì cái đó? Giờ là trứng vàng, trứng bạc, trứng đồng đâu? Đưa lại lên. Đừng để tôi đi lên. Nào. Đây cái phòng này. À, nó bị rồi. Tôi dùng cái đó thôi. Tôi dùng đây rồi. Máy tính được đặt ở đây. Bây giờ tao đang tới. What the fuck báo luôn vậy? Lẹ 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 chạy 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 chạy. Má ơi, thở thồ. Mày không bắt được tao đâu. Nãy sẽ giúp tao. Bạn mày sống à, mày sẽ luôn bên tao, mày sẽ không làm gì tao đâu, cái hậu sẽ luôn bên. Mày là bác hậu sẽ luôn bên cảnh bác hậu sẽ luôn ở bên.
quá. Mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Mình sẽ tiếp tục quay tiếp video và mình sẽ cố gắng để hoàn thành và tiếp tục sẽ đi tìm quả chích đồng, quả trứng đồng, ký hiệu hóa học là Cu. Rồi, nếu mọi người thấy video mình hãy để lại một like, và nếu mà ok thì hãy subscribe cho channel của mình và nhấn thông báo để khi nào mà mình đăng upload video mới mọi người sẽ có thể thấy được thông báo. Mình sẽ nói tiếng Anh luôn để mọi người, mà có những người nước ngoài nào muốn xem thì mình sẽ kể nói luôn. If you guys like my video and you can like and subscribe to my channel and turn on the notification when I up for my upcoming videos in the future. So bye.